Xin chào bạn, chào bạn. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với channel Hiệp Tính Pháp. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách kiểm tra mực cũng như là room, cái phần number bạc nhé các bạn, để xem cái dung lượng của mực và room nó còn ít nhiều ha. Để bạn tiện theo dõi trong quá trình sử dụng, các bạn chủ động hơn. Copy for Ren in Saigon. Thì bạn sẽ bấm vào trong mục menu. Tiếp theo bạn di chuyển mũi tên thân số ha. Đến cái mục số 4 là Machine Info, bạn bấm OK. Thì ở trong này nó sẽ có thông tin của máy in nha các bạn. Số 1 là Serial Number, tức là cái số seri của cái máy in của các bạn. Tiếp theo là Version, là cái phiên bản firmware ha. À, tiếp theo là Baykata, đó là cái số trang in mà máy đã sử dụng nha các bạn. Hiện tại là đang là 13.237. Rồi, backline. Rồi, trong backline này có số 2 phần là toner, các bạn bấm OK. Thì các bạn thấy ha, full mức. Thì bây giờ nó còn có 2 mức thôi, tức là gần hết mực các bạn. Rồi, tiếp theo là gum, một số 2 là gum, các bạn nói OK. Remaining 97%, tức là gum này vừa mới được thay mới và đã reset, mới xài được 3% ha. Thì các bạn cũng có thể đoán được ha, counter thì tầm khoảng 12.000, đang 13.000 mấy thì chính xác rồi. Rồi, để các bạn có thể là reset gum hoặc mực thì các bạn làm thao tác như sau. Mình trả vào màn hình mặc định trước nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ bật nắp cửa máy in phiên trước ra. Bật nắp cửa ra. Thì lúc này trên màn hình sẽ báo là Cover E Open. Sau đó bạn sẽ bấm giữ nút OK luôn nè. Rồi, các bạn thấy ha. Relay Room nè. Lúc này màn hình hiện ra là Relay Room. Mũi tên lên là Z, mũi tên xuống là No. Nếu bạn reset Room, sau khi thay Room, cụm Room xong thì bạn sẽ bấm vào cái mũi tên dấu cộng nè bạn, hướng lên ha. Còn nếu trường hợp các bạn muốn reset mực thì các bạn sẽ bấm vào nút Start, sau đó bấm mũi tên dấu cộng. Các bạn thấy đang 0001 nữa ha, các bạn sẽ bấm mũi tên hướng xuống dấu trừ nè. 00 các bạn bấm OK. Hiện cái chữ Accepted là các bạn đã reset mực thành công rồi nha các bạn. Rồi, sau khi mà các bạn đã reset xong thì bây giờ chúng ta sẽ vào kiểm tra lại. Lúc nãy các bạn sẽ đóng nắp cửa máy in lại. Rồi bạn bấm menu, bạn đến cái mục số 4 là Machine Info, OK. Rồi, di chuyển tới backline số 4, OK, toner. Thì lúc này cái toner các bạn thấy đã lên full 100% rồi nha, OK ha. Rồi, máy này muốn in test thì bạn sẽ cũng bấm vào menu. Mục số 3 printer, chọn số 1 test screen, OK, bấm start. Thì lúc này máy sẽ in ra bảng test nha các bạn. Máy in này mình nhận sửa có khách ha. Sẵn lấy mượn làm video chia sẻ với các bạn luôn. Nên là anh em nào xem video nhớ like, share, subscribe, bật chuông ủng hộ Hiệp Tính Pháp nha. Rồi, đây là bản in test ra. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc bạn thành công.